Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Chùa Bầu, thành phố Phủ Lý, Ban trị sự Phật giáo tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh và Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Ngày Hiến máu cứu người, hành Bồ Tát Đạo vì miền Nam ruột thịt. Đợt hiến máu lần này với gần 500 tình nguyện viên là tăng ni và tín đồ Phật giáo trong tỉnh đăng ký hiến máu. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ban tổ chức chia ra thành nhiều đợt từ 15 đến 20 người và đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tại đây, Chư Tôn Đức, các vị lãnh đạo chính quyền đã tự nguyện khám hiến máu cùng những Phật tử và tình nguyện viên trong niềm hân hoan khi những giọt máu của mỗi người trao đi sẽ giúp một ai đó trên đất nước này được cứu sống. Chúng tôi phát động hiến máu hướng về bà con miền Nam ruột thịt của chúng ta. Qua cái sự kiện này, tôi mới thấy là dân tộc ta, đồng bào ta, nước ta là cái tinh thần mà thương thân thương ái là rất lớn, tinh thần là vì dân tộc, vì tổ quốc. Đây là việc làm rất ý nghĩa, được cộng đồng hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ, theo đúng tinh thần tương thân tương ái. Đặc biệt, những giọt máu cho đi sẽ góp phần cứu sống những bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các tỉnh miền Nam. Trước đó, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, Trưởng Ban Tổ chức và các tự viện Phật giáo đã kêu gọi vận động tăng ni Phật tử tham gia hiến máu cứu người, hiến mô tạng. Đây là một hành động ý nghĩa thiết thực của tăng ni Phật tử và nhân dân, mang thông điệp từ bi và nhân đạo. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam hiện nay thiếu máu rất là trầm trọng, và đặc biệt là những cái ca bị nhiễm đã yếu, mệt và thiếu máu, thì chúng tôi cũng phối hợp tốt, có sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo của tỉnh. Đến thời điểm này thì về công tác và kết quả thì tương đối là thành công. Có thể nói là cái phong trào hiến máu vì miền Nam ruột thịt phòng chống dịch Covid đến thời điểm này là đạt kết quả tốt. Những cái giọt máu đào này nó mang cái ý nghĩa, cái tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Mình cũng luôn luôn nghĩ rằng là mình tự giác ngộ, tự nhắc nhở bản thân và cũng nói với mọi người rằng là bây giờ mình đang sống đây là cảnh Tây Phương cực lạc. Đồng bào trong đấy của chúng ta là nó như là một địa ngục rất là khổ vô cùng. Cho nên là mình nghĩ là mình làm được một cái gì có ích cho đồng bào và cho cống hiến cho xã hội, cho đất nước thì mình làm. Mình cũng rất là vui phấn khởi. Khi phát động chương trình hiến máu cứu người hành Bồ Tát Đạo vì miền Nam ruột thịt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu huy động 300 tình nguyện viên tham gia, nhưng cho đến hôm nay đã có gần 500 tình nguyện viên đăng ký. Dịp này, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết cũng có lời kêu gọi tăng ni và tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh phát tâm mua máy trợ thở để hỗ trợ việc cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.